Rồi, xin chào mọi người đã quay lại với Đức Huy Mobile Channel. Với tầm 14 triệu đồng, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đặt lên bàn cân OnePlus 7T Pro máy mới và Samsung Galaxy Note 10 Plus Mỹ máy cũ. Thì theo mọi người nghĩ đâu sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn? Và Danh nghĩ chắc rằng trong đầu mọi người đã có câu trả lời. Vậy hãy xem tiếp video của Danh để xem câu trả lời của các bạn có bị lung lay hay không. Let's go! Xét về đẳng cấp thì cả hai anh chàng này đều là những nhân tố làm mưa làm gió trong năm 2019. Một bên là flagship của nhà OnePlus, còn một bên là super flagship của nhà Samsung. Và các bạn biết hiện tại Samsung ngôi vị đầu bảng của những sản phẩm họ đó chính là Samsung Galaxy Note 10 Plus. Và thấy anh nghĩ rằng riêng bản Mỹ không nó đã chiếm hơn so với phiên bản Exynos. Rồi, thì đã nói là flagship và super flagship thì các bạn biết rằng nó sẽ được trang bị những điều gọi là tối tân nhất và thời hiện tại mà công nghệ dòng smartphone đang có. Ví dụ như rằng trên OnePlus 7T Pro sẽ được trang bị màn hình là Fluid AMOLED và không hề kém cạnh đây viên màn hình Dynamic OLED do chính Samsung phát triển. Và hai màn hình này đã được giới công nghệ đánh giá rằng với mức độ là A+, cực kỳ là độ máy tính xảo, ví dụ từ khả năng chân thật nè, màu sắc nè, rồi trải nghiệm, nói chung vân vân và vân vân. Bên cạnh đó thì hai anh chàng này đều được trang bị công nghệ âm thanh là Dolby Atmos, và bên cạnh với tần số âm thanh riêng của máy không nó đã đủ lớn rồi, và trang bị thêm công nghệ đó là âm thanh sẽ rất là chất trong vấn đề chúng ta trải nghiệm. Và còn nói về hiệu năng nha, một bên là 855+, còn một bên kia là 855 nhưng bù lại là RAM 12GB. Thì theo các bạn nghĩ anh chàng nào sẽ là chiến thắng đây? Một bên 8 lạng kẻ nửa cân đó. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những điểm mạnh mà OnePlus 7T Pro có, Note 10 Plus không có, và ngược lại. Cùng nhau tìm hiểu các bạn nha. Đi thôi. Điểm đầu tiên Danh thích trên OnePlus 7T Pro đó được trang bị một cái màn hình với tần số quét lên tới 90Hz. Và các bạn biết một cái tần số quét 90Hz với một cái tần số quét 60Hz sẽ mang lại sự trải nghiệm cực kỳ khác nhau luôn. Và Danh nghĩ bạn nào đang sử dụng OnePlus 7 Pro sẽ cực kỳ hài lòng về vấn đề này. Nhiều bạn cứ bảo rằng 14 triệu đồng thôi mua bà cho rồi XS, XS Max ngon ngon đúng không? Nhưng mà thời buổi này giờ ta bỏ tiền ta mua vì thương hiệu hay là chúng ta mua vì những tính năng của nó? Các bạn tự suy nghĩ nha. Đó, dành cho những câu hỏi dành cho những bạn đặt những câu hỏi đó. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai. Danh nghĩ phần thứ hai 7T Pro nổi trội hơn đó chính là về thiết kế tổng quan bên ngoài so với Note 10 Plus Mỹ. Ví dụ các bạn để ý cụm camera ở sau nè, đặt giữa 7T Pro, 11 Pro Max, Pixel 4, Note 10 Plus Mỹ thì 7T Pro vẫn có điểm nhấn hơn. Mặc dù đơn giản nhưng tất cả những bố cục này đều thiết kế có một cách lý do rất thịnh. Ví dụ như đặt trên một trục đối xứng chẳng hạn đó. Còn tất cả các viền của 7T Pro sẽ được bo cong một cách mềm mại, việc cầm nắm trong tay sẽ không vấn đề đau giống như trên Note 10 Plus Mỹ. Thiết kế cũng không quá dài nên nam cầm cũng vừa tay, nữ thì không quá cỡ. Các bạn thấy không, Note 10 Plus Mỹ cầm lên nữ dài khúc như đây, trời sao mà cầm đúng không, selfie đã khó chịu rồi. Rồi, chưa kể ở vấn đề đó thì các bạn biết rằng 7T Pro sẽ có một cái thiết kế camera thụt thò nên việc các màn hình của các bạn sẽ được trải nghiệm một cách gọi là triệt để nhất, không có gì dướng bận, không nốt ruồi, không tay thỏ, không giọt nước, nói chung không có gì cả. Một cái màn hình Danh nghĩ rằng Infinity đúng nghĩa luôn, vô cực. Rồi, và điểm thứ tư Danh nghĩ đó xuất phát từ khả năng quét chạc. Các bạn biết rằng quét chạc trên OnePlus 7T Pro là 30T, nó là một sự nâng cấp nhẹ so với OnePlus 7 Pro 30W. Nhưng mà so với những anh chàng khác, thương hiệu khác thì là một sự vượt trội hơn rất nhiều. Cụ thể hơn, các bạn có thể sạc từ 0% lên 50% trong vòng 27 phút và trong vòng 45 phút các bạn sạc lên tới 92%. Trong khi đó những thương hiệu khác thì nó chỉ lè tè trên khoảng tầm 70 hoặc 60 thôi. Còn anh chàng này có thể kết thúc một khả năng sạc trong vòng 1 tiếng 1 phút với 100% pin. Quả hấp dẫn đúng không ạ? Vấn đề này thì nhiều bạn sẽ lo lắng khả năng sạc càng nhanh thì vấn đề pin xảy ra bị hao hay thậm chí cháy nổ sẽ xảy ra rất là cao. Nhưng các bạn yên tâm, nhà OnePlus đã khẳng định rằng công nghệ quét chạc 30T này trên OnePlus 7T Pro có khả năng ổn định dòng điện, giúp cho pin các bạn xong xảy ra tình trạng bị giảm tuổi thọ hay vấn đề nóng quá cỡ không thể kiểm soát được và xảy ra tình trạng cháy nổ. Các bạn sẽ yên tâm trong vấn đề này. Được cái này là được hết. Đó, yên tâm nha. Rồi, điều tiếp theo Danh nghĩ nó xuất phát từ tính năng cải tiến của phần camera. Các bạn để ý bố cục của OnePlus 7 Pro và 7T Pro không khác gì cả về mặt lưng phía sau, về cụm camera, nhưng khác ở một chỗ là tính năng trên 7T Pro có khả năng chụp macro. Và các bạn biết cái tính năng chụp macro này nó sẽ giúp chúng ta chụp những chi tiết nhỏ nhất mà những điện thoại khác làm rất khó thì anh chàng này làm rất thoải mái. Và tính năng này đã được cải tiến trên dòng Samsung Galaxy A51 thì các bạn có thể trải nghiệm vấn đề này. Rồi, chưa kể dừng lại đó thì Danh cảm nhận rằng khả năng chụp ban đêm của OnePlus 7T Pro nha, so với Mate 30 Pro thì độ chân thật sẽ mang tính chất cao hơn. Mặc dù khi mà so một bức ảnh giữa Mate 30 Pro và 7T Pro thì độ sáng trên Mate 30 Pro vẫn hơn, nhưng mà chi tiết hình ảnh những vật thể bên trong á thì nó sẽ không bằng trên OnePlus 7T Pro. Các bạn nghĩ sao? Đó. Rồi, và điều cuối cùng Danh muốn nói đến đây đó chính là về hai SIM. Các bạn biết rằng Note 10 Plus Mỹ là phiên bản duy nhất chỉ có một SIM vào thời điểm hiện tại thôi. Còn nếu các bạn muốn mua hai SIM, các bạn phải mua hàng công ty, và đương nhiên công ty thì giá trên trời rồi, chúng ta không bàn tới nữa. Và OnePlus 7T Pro các bạn sẽ sử dụng hai SIM vật lý, không có vấn đề eSIM ở đây nữa. Đó, các bạn đỡ lăn tăn trong vấn đề này. Và hai SIM này các bạn có thể xài độc lập luôn, một SIM nghe gọi và một SIM data, không bị ảnh hưởng gì cả. Rồi, chưa dừng lại đó thì OnePlus 7T Pro là máy mới các bạn ơi, cũng kia là máy cũ. Rồi, vậy những anh nào đang lựa chọn Note 10 Plus Mỹ, các bạn có bị lung lay ý chí hay chưa? Hay rằng những bạn nào còn đang thích Note 10 Plus Mỹ thì cùng Danh theo dõi tiếp. Chúng ta đến với phần Note 10 Plus Mỹ các bạn nha. Tiếp thôi. Note 10 Plus Mỹ không hề kém cạnh đâu các bạn. Cứ nghĩ rằng 7T Pro nãy giờ được khen quá chừng thì Note 10 Plus Mỹ sẽ bị xẹp lế, không có đâu. Điểm đầu tiên mà Danh thấy rằng Note 10 Plus Mỹ hơn đó chính là về màu sắc. Các bạn biết rằng OnePlus 7T Pro thời điểm hiện tại bây giờ màu sắc cực kỳ gọi là khan hiếm luôn. 7T thì vỏn vẹn được hai màu, 7T Pro Danh thấy trước giờ về có đúng màu xanh nè. Chưa kể phiên bản McLaren thì quá đắt rồi, bây giờ chúng ta không bàn tới. Nhưng Note 10 Plus Mỹ cơ bản có 4 màu sắc: xanh, trắng, màu cực quang và màu đen. 4 màu này là 4 màu mới của nhà Samsung, nên tính ra nếu bạn nào mà yêu thích sự gọi là mới mẻ, sự nào gọi là steam các kiểu tuổi teen á, thì trên Note 10 Plus Mỹ vẫn đảm bảo vấn đề đó. Và Danh rất nó thích màu cực quang này, trời ơi, nhìn óng ánh mà không phải giống BD các bạn nha. Nhiều bạn cứ bảo chê giống BD không có mình nào trơn nhé. Đó. Rồi tiếp theo đó thì các bạn biết rằng trên OnePlus 7T Pro sẽ sở hữu vân tay trong màn hình, và Note 10 Plus cũng vậy, nhưng công nghệ của Note 10 Plus sẽ xịn sò hơn, vân tay với tính năng siêu âm. Mặc dù về tốc độ nhận diện không bằng so với vân tay quang học, nhưng cơ bản vân tay này có độ bảo mật khá là cao. Và nếu như bạn nào mà cần khả năng bảo mật nhiều, bạn nào cần tính năng bảo mật nhiều á thì Note 10 Plus Mỹ vẫn hợp lý hơn. Nhưng mà riêng cá nhân thấy tự này có quan trọng gì đâu. Ví dụ như vân tay ướt sao nhận, đúng không? Hay vấn đề các bạn dán cái phủ cái lớp gì lên á thì nó cũng khó chịu. Nói chung thì tính năng này gì cũng phải bàn tới cũng được, không bàn tới cũng được, nhưng mà lỡ bàn rồi. Rồi. Chúng ta sẽ nói đến phần tiếp theo. Đây, điều mà làm Note 10 Plus gây nên tên tuổi cực kỳ mạnh mẽ đó chính là một cây bút quyền năng. Các bạn biết cây bút này là phiên bản level 2 so với phiên bản Samsung Galaxy Note 9. Ngoài việc tính năng chúng ta chụp mà từ xa các kiểu thì này có những tính năng mới cải tiến hơn rất nhiều, và Danh sẽ dẫn chứng các bạn thấy. Ví dụ như chúng ta có thể thay đổi bằng cách là chuyển đổi máy ảnh bằng cách cử chỉ cây bút lên, hay rằng chúng ta có thể là phóng to, thu nhỏ hay là chuyển các chế độ chẳng hạn như vậy, thì trên Note 10 Plus Mỹ sẽ rất là hợp lý luôn, cực kỳ hợp lý. Còn những vấn đề nào chúng ta đang cần ghi chép, ví dụ như những anh chàng nào mà vấn đề văn phòng á, ghi chép nhanh, thì không anh chàng nào về dòng smartphone có thể khả năng ghi chép tốt như Note 10 Plus. Và đương nhiên khả năng vẽ cũng vậy, nó sẽ rất ngon lành. Nên bạn nào yêu thích kiến trúc hay thích vẽ tranh các kiểu thì trên Note 10 Plus Mỹ vẫn ngon hơn. Nó 3 điểm rồi nha. Điểm thứ tư nè, Note 10 Plus Mỹ mặc dù có tấm màn hình là Dynamic AMOLED ngang ngửa, được chuyên gia đánh giá ngang ngửa với thằng Fluid AMOLED trên OnePlus 7T Pro, nhưng khi mang ra ngoài trời nắng thì trên anh chàng này khả năng nhìn nhận tốt hơn nhiều. Và nó kiểm chứng rồi, độ sáng trên sản phẩm này nó sẽ sáng hơn, hay thậm chí trong ban đêm á, sản phẩm này xài đỡ mỏi mắt hơn nữa. Đấy, nó phải xài ngon hơn, thấy ngon hơn không? Rồi, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Các bạn nghĩ rằng nó là hơn gì? Đó chính là về RAM. Các bạn biết RAM 12GB với RAM 8GB cơ bản là trên nó 4GB lận, mà từ 6 lên 8 trên 2GB các bạn thấy sự khác biệt rồi. Còn này 8 lên 12 là thấy sự khác biệt rồi, đúng không? Đó, thì cơ bản trên Note 10 Plus phải xử lý đa nhiệm vẫn tốt hơn các bạn nha. Rồi, điều cuối cùng đó chính là xuất phát từ bộ 3 camera này. Nếu mà so với dòng Huawei, dẫu tên nha, liên quan OnePlus, thì trên Samsung Note 10 Plus Mỹ vẫn nhỉnh hơn. Ví dụ ở camera chính, các bạn thấy cùng một bức ảnh nhưng màu sắc được trên Note 10 Plus Mỹ sẽ được cân bằng hơn rất nhiều. Chuyển sang mức độ là ultra wide, chụp góc rộng, thì góc của Note 10 Plus vẫn hoàn mỹ hơn, mặc dù vật thể trên 3 sản phẩm nhà Huawei, OnePlus hay thậm chí Samsung đều bị vỡ, nhưng màu sắc trên Note 10 Plus Mỹ vẫn có gì đó vẫn ngon hơn. Chưa kể dừng lại đó khi chúng ta chụp ở chế độ telephone, cam tele telephone, và tiếp theo đó là khả năng gọi là chụp zoom maximum, thì trên OnePlus 7T Pro vẫn không bằng Note 10 Plus Mỹ, đúng không ạ? Rất ngon. Rồi, điều tiếp theo ở đây là gì? Về khả năng quý trà thì Chanh không nói tới đâu, mà Chanh cũng đang muốn nói đến ở đây, đó chính là khả năng selfie. Trên Note 10 Plus Mỹ khả năng selfie còn nhỉnh hơn cả trên Oppo. Các bạn biết Oppo chỉ mang tính chất gọi là ảo thôi, nhưng mà khả năng gọi là vừa ảo mà vừa chân thật á, nghe hơi vô lý đúng không? Vừa ảo mà chân thật làm gì có. Nhưng mà Note 10 Plus Mỹ khẳng định điều đó, nó khá là chất các bạn. Bạn nào thích selfie chọn Note 10 Plus Mỹ các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phân tích chi tiết hơn. Khi chúng ta nói chi tiết hơn một xíu thì chúng ta sẽ đề cập tới về phần mềm các bạn nha. Thì OnePlus 7T Pro sẽ được trang bị Android 10, là một chiếc smartphone đầu tiên được trang bị Android 10 luôn. Và theo đó thì Samsung cũng đã vừa được nâng cấp cho Note 10 Plus lên Android 10 luôn, thì các bạn sẽ yên tâm hơn. Một bên là One UI 2.0 do chính Samsung phát triển, còn một bên là một Android gần như là thuần gốc của nhà OnePlus. Thì theo các bạn nghĩ các bạn sẽ chọn sản phẩm nào? Nếu là Danh và những bạn nào mà luôn là gọi là sự cập nhật liên tục á, thì Danh sẽ chọn OnePlus 7T Pro, bởi vì Google hay là OnePlus sẽ lúc nào cũng cập nhật phiên bản mới nhất, những cải tiến đầu tiên cho những sản phẩm gần như là con thuần của họ. Còn đổi lại các bạn sẽ mất gì? Các bạn biết rằng càng thuần thì nó sẽ càng ít tùy biến, mà ít tùy biến sẽ mất đẹp. Và đương nhiên trên Note 10 Plus Mỹ các bạn sẽ được tùy biến nhiều hơn, bởi vì do chính Samsung phát triển mà. Các bạn biết nào giờ Samsung mang tính chất là khá màu mè các bạn, màu mè lắm. Rồi, nó vui thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp nè. Chúng ta sẽ nói vấn đề gọi là linh kiện sửa chữa. Các bạn biết rằng OnePlus 7T Pro không hề có chính hãng tại Việt Nam, hầu hết các bạn mua đều là hàng xách tay. Và đây cũng là điều mà các bạn rất lăn tăn, không may hư sao linh kiện đâu thầy, đúng không? Còn Samsung mặc dù linh kiện có nhưng mà nó đắt, nhưng mà ít ra nó vẫn có. Đó, thì theo các bạn thì cái nào sẽ ngon hơn? Thì theo Danh nghĩ nha, khi các bạn mua dù cũ hay mới thì tất cả những đơn vị bán tại thời điểm đó các đồ buôn báo thêm là bảo hành vàng các kiểu, thì các bạn cứ mua đi, thêm đã bỏ ra 14 triệu thì thêm 1 triệu đồng mua cái bảo hiểm cũng vẫn ngon hơn. Ví dụ có vấn đề gì thì chỗ mình mua nó sẽ bảo hành cho mình, còn nó không bảo hành thì mình chửi thì chết cha luôn đó, kiểu vậy đó. Đó, rồi tiếp theo đó thì Danh sẽ đề cập tới vấn đề ví dụ mà đó chính là về camera. Các bạn biết rằng ở phần đầu Danh khen rất là nhiều về camera của từng thằng, những ưu điểm, nhưng rồi cũng như các bạn lên mạng bạn thấy những bức ảnh được chụp bởi Samsung hay thậm chí được chụp bởi OnePlus chù chà mèn ơi nó đẹp quá trời, nhưng mà không biết thực tế ra sao thì cùng Danh tìm hiểu chi tiết các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một loạt hình ảnh được chụp bởi OnePlus và Samsung, và cũng như về khả năng video luôn, các bạn cùng Danh xem nhé. Vậy là chúng ta đã xem xong về camera của hai anh chàng này, mọi người nghĩ sao nè? Bạn nào thích OnePlus giơ tay lên, và bạn nào thích Samsung thì comment dưới cho làm cho video xôn xao xíu anh em nha. Rồi chúng ta sẽ bàn một xíu về gaming. Các bạn nghĩ sao về hai anh chàng này, chiến nổi game không? Cần hết mọi thị trường luôn, từ PUBG Mobile nè, rồi Black Desert Mobile nè, rồi Liên Quân Mobile nè, các bạn có thể chơi ngon lành cành đào. Và đương nhiên nói về gaming, đặc biệt là game Black Desert Mobile thì Danh vẫn nghiêng về Note 10 Plus Mỹ nhiều hơn. Mặc dù Note 10 Plus Mỹ nó có vướng một cái vòng tròn ở đây, chơi game hơi khó chịu, nhưng với trên sản phẩm của Samsung sẽ được hỗ trợ mắt cấu hình. Còn trên nhà OnePlus thì chưa được hỗ trợ trên game đó, nói chung cũng hơi buồn. Nhưng mà về mảng game các bạn nha, thì về trải nghiệm nha, ví dụ như PUBG Mobile hoặc là Liên Quân Mobile thì Danh vẫn thích hơn so trên OnePlus 7T Pro. Bởi vì màn hình 7T Pro vẫn rất là sướng, không quá dài, rất là gọn tay. Nói chung là Danh vẫn thích trên sản phẩm này. Còn bạn nào đã từng chơi OnePlus 7 Pro hay các bạn nào đã từng trải nghiệm trên Note 10 Plus, các bạn có ý kiến khác, comment ở dưới các bạn nào. Rồi, bây giờ thì Danh sẽ khép lại video ở tại đây. Nếu bạn nào thích video này đừng quên cho Danh một like và một subscribe kèm theo để Danh có động lực làm video tiếp các bạn nha. Và hiện tại hai sản phẩm này đang có mức giá cực kỳ tốt tại Đức Huy Mobile, Danh đã kèm sẵn đường link ở dưới cho các bạn tham khảo rồi. Và nếu như các bạn nào có ý kiến nào video này, comment dưới nào. Còn bây giờ thì xin chào lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào.